Trong vài năm gần đây, xu hướng của người dân ngày càng quen và ưa chuộng thanh toán không dùng tiền mặt. Số liệu từ ngân hàng nhà nước cho thấy, nhiều ngân hàng đã ghi nhận hơn 90% giao dịch của khách hàng được thực hiện qua kênh số. Theo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng trên 85% về số lượng và hơn 31% về giá trị so với trước đó. Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam Nabas cũng cho biết, Năm 2022, tổng số lượng và giá trị giao dịch qua hệ thống NABAS tăng trưởng 92% về số lượng giao dịch và 83% về giá trị giao dịch so với năm 2021. Quá trình chuyển đổi số đã làm thay đổi hành vi sử dụng dịch vụ tài chính của người dân, góp phần đẩy nhanh quá trình số hóa lĩnh vực tài chính.